Tùng biết có một cái danh từ khác mà những người ở nước ngoài, chẳng hạn như ở tiểu bang Texas hay Cộng Hòa đang sinh sống á, dạ, họ gọi gà ta là gà gì không? Đồng bào của chúng ta gọi là gà đi bộ. Gà đi bộ. Dạ. Sầu riêng của Việt Nam, lượng sầu riêng rất là thơm và ngon. Mời đoàn quay cầu thưởng thức trái sầu riêng đầu mùa trong cái mùa sầu riêng này. À, cảm ơn anh Tùng. Bây giờ mời anh Tùng ngồi đây, anh Tùng dưới lại Michael Hòa, hai người mình ngồi mình bẻ cái sầu riêng này đi ha. À, mình ngồi mình cùng bẻ cái sầu riêng này đi. Cái này là khá là đặc biệt. Chúng ta ở bên kia đó mà mỗi lần mà có một cái trái sầu riêng này đó là cái vỏ đó thứ nhất là nó ủng ra rồi là bị sao nó đông lạnh. Dạ, là loại tươi luôn. Cái này là tươi luôn, cắt sẵn ra rồi nè. Dạ. Cắt sẵn ra rồi nè. Đó. Wow. Ăn cháo. Gỏi rồi thưởng thức tráng miệng bằng cái món sầu riêng bánh tre. Hầu như là các bà các cô rất là thèm cái món này. Rất sầu riêng của bánh tre đó. Nhưng mà chắc chắn là bữa nay không có sầu riêng rồi, đây là sầu chung. Mở ra một cái là mình ăn thử liền. Cái này ăn bóc cũng sao anh Tùng, ăn bóc nó ngon hơn. Ăn bóc nó ngon hơn, đây nè, cái này là sầu riêng bến tre. Sầu riêng của Sáu Tùng. Em cũng thứ sáu. Thứ sáu luôn. Dạ. Bà xã em ở nhà thứ hai, em ở nhà thứ sáu. Mời mấy anh em vô ngồi ăn chung đi. Wow. Sầu riêng vừa chín tới rất là thơm, rất là đặc biệt. Hiện nay là cái mùa sầu riêng là nó đang ở trong cái giai đoạn là cao trào. Nice. Kính thưa quý vị, chúng tôi nãy giờ trò chuyện cùng với lại anh Tùng là chồng của chị Hạnh. À, hồi nãy chúng tôi có nói rồi đó, đồng chồng đồng vợ tức là tác Biển Đông cũng cạn. Nhưng mà trước hết đó thì hỏi thăm anh Tùng nè, cái cơ duyên nào có lẽ nói là người ta thắc mắc nhiều lắm, không biết là anh đến đây ăn rồi quen luôn chị Hạnh hay là chị Hạnh quen trước rồi đem về đây giới thiệu anh như thế nào? Ngày xưa là lúc mà mình đi làm ở công ty ở khu vực quận 9 này đó, thì mấy anh em trong công ty cũng thường ghé lên đây ăn. Rồi lý do là cái khẩu vị của mình là người miền Tây. Thì cái quán cháo gỏi vịt bà Năm này á, là nấu theo cái khẩu vị của người miền Tây nên nó phù hợp với cái khẩu vị ăn rất là ngon. Dạ, ở miền Tây anh ở đâu? Dạ, mình ở người Đồng Tháp. Đồng Tháp? Dạ. Đồng Tháp lấy vợ Bến Tre. Vâng. Định cư ở quận 9. Dạ. Thì cái khẩu vị nấu theo kiểu người miền Tây nó phù hợp với cái sở thích của mình, ăn rất là ngon. Từ chỗ đó mình đến đây thường xuyên mình ăn cháo gỏi vịt. Từ đó mình quen được bà xã mình đứng bán, là người đứng bán chính ở quán này. Anh tích lũy góp vô chứ rồi quen luôn bà xã rồi lấy được vợ là người Bến Tre. Bây giờ anh Tùng giới thiệu cho bà con biết là con nào chúng ta nhìn đây, rồi con nào con vịt ta, con nào con vịt sim. Dạ, ở đây quán mình là bán có 3 loại. Cái thứ nhất là vịt sim là loại là ngon nhất. Vịt sim là cái người miền Bắc kêu bằng con ngang á. Cái loại vịt mà lông đen. Okay. Thịt ở trong nó màu sẫm thơm đặc trưng của cái mùi vịt sim rất là ngon. Nhưng mà khi mình làm lông ra, khi mà luộc chín lên á, cái đặc điểm của con vịt sim nhận biết á, là nó có những cái lông nằm ẩn ở trong da, nó lông con đó, lông con nó đen đây nè. Đây là con vịt sim nè. Đây là con vịt sim. Thế vừa nói một cái là mình bắt được liền. Dạ. Còn những cái con vịt ta thường á, là mình kêu bằng vịt ta, vịt thường á, thì cái lông trắng á, thì khi mà mình làm lông lên á, thì nó nhìn nó rất là ok. Wow. Nó không có giống như con vịt sim, nó còn những ẩn cái lông đen con. Đó. Thì cái thứ ba nữa là mình bán đây là cái loại gà ta Hải Dương. À. Thịt nó rất là dai,
và thơm. Anh Tùng biết có một cái danh từ khác mà những người ở nước ngoài, chẳng hạn như ở tiểu bang Texas hay Cộng Hòa đang sinh sống á, dạ, họ gọi gà ta là gà gì không? Gà ta là cái loại gà mà thả lan ở ngoài vườn. Đúng rồi, ở bên đó đồng bào của chúng ta gọi là gà đi bộ. Gà đi bộ, dạ. Cái tiếng lóng. Tiếng lóng. Nói chung ở Việt Nam cũng nghe cái gà đi bộ rất là phổ biến. Thường thường người ta nói là đi bộ thì thịt nó mỡ gì. Dạ. Nhưng mà không, nó rất là chắc. Dạ. Giống như nó tập thể dục, nó chạy, nó đi bộ để nó thịt nó săn chắc. Thôi mình cứ ra trở lại với lại này. Hồi nãy đó, thì Hạnh, bà xã của anh Tùng nói rằng cái món cháo là cái món đầu tiên trước khi đi rồi bắt đầu mới chế biến ra thêm một món nữa là bún măng, miếng măng, dạ, đúng không? Dạ. Thì lúc mà anh bắt đầu vào để ăn, bắt đầu để ý chị Hạnh, rồi yêu chị Hạnh, rồi hỏi chị Hạnh đó, cái mâm đầu tiên mà anh mang đi có gà, có vịt trong đó không? Dạ, nói chung là trong cái món mà tiệc cưới á, thì nói chung là cái menu của nhà hàng á, thì nó không có những cái món ăn mà giống như là ở cái quán bán của mình. À, nói về nhà hàng thì tiệc cưới thì họ làm những cái món đều là giống như gần như là món Tây. Yeah. Còn cái món này thì cái món bán ở quán là cái món dân gian. Nó có những cái gà thì nó chế biến theo những cái kiểu giống như là Tây thôi, chứ không có những cái món cháo gỏi vịt giống như cái bán mình là món bình dân gian. Yeah. Của người Việt Nam. Kể từ lúc mà vào để ăn tới bây giờ là anh chị lấy nhau được bao nhiêu năm rồi? Dạ, từ lúc mà tới đây ăn tới lúc mà cưới nhau á, thì cái thời gian nó cũng khoảng được 12 năm. 12 năm? Dạ. Có bao giờ gặp những người đồng hương, Đồng Tháp hoặc là Bến Tre đến đây ăn không? Rất nhiều. Dạ, tại vì bạn bè mà đồng nghiệp, rồi những cái người mà đồng hương được lên Sài Gòn học tập á, người ta cũng ghé đây ăn. Giả sử như dân miền Tây nói về Đồng Tháp hoặc là dân Bến Tre, có những cái trường đại học ở xung quanh đây, là những cái học viện của chính quyền địa phương đây á, như viện kiểm sát hoặc là học viện chính trị rồi đó, thì những cái học viên đó từ các tỉnh lên đây học đều ghé đây ăn. À, có bao giờ những người xa hơn nữa, như là đoàn này có phải Cộng Hòa từ xa đó? Hiện nay thì khách địa phương ở đây có một số người đã định cư ở Mỹ. Có về đây ăn? Dạ có. Họ đi có khi là 5 năm, 10 năm hoặc là lâu hơn nữa. Nhưng mà khi mà họ sống với dân địa phương đây mà, thì quán này đã có được khoảng 30 năm. Thì những cái cá nhân mà đi định cư ở Mỹ á, thì trong vòng khoảng từ mười mấy năm họ đi theo cái dạng đồng tụ gia đình á, họ quay về họ ăn thì những cái khẩu vị trước đây á họ đánh giá là không thay đổi. Dạ. Thông thường thì những cái quán này ít nhiều gì cũng có 2-3 người giúp việc, nhưng mà từ nãy đến giờ thì đoàn chỉ thấy có anh với nhà chị làm việc thôi. Trước đây á, quán người giúp việc cái quán gia đình, nói chung là ngày xưa tới năm chị em gái trong gia đình. Thì Vũ Long công chúa đó. Dạ. Thì trước đây là 5 chị em bán, thì sau này là những chị em trong gia đình đều có gia đình. Đó, rồi có con, có cái rồi các thứ. Rồi không còn mà tiếp tục cái công việc ở đây được nữa. Rồi sau này hai vợ chồng mới cán đáng, coi như là cũng rất là vất vả. Nói chung là rất là vất vả tại vì không có người giúp việc. Đó, thì mọi cái trong ngoài đều là hai vợ chồng là chủ yếu. Còn những cái công việc phụ á, giả sử như đậu phộng rang hoặc là hành phi hoặc là gừng sai để làm những cái phụ gia để chế biến gỏi á, thì có ông bà ở nhà với mấy đứa em ở nhà nó làm phụ những công việc. Vậy thì anh Tùng bị gì công việc nó vất vả vậy, bây giờ mình không có tiếp tục làm trong công sở hay là mình nghỉ về mình giúp hoàn toàn cho vợ mình? Trước đây em đi làm công ty, cái công ty của em thì thành lập làm trước đây làm bên cái ngành xây dựng với lại cái vệ sinh công nghiệp đó, thì
sau khi mà lấy bà xã, thấy bà xã phụ quán với mấy đứa em, thứ hai nữa là không ai quản lý cái quán á, tiền bạc với lại order khách rồi các thứ á, thì mình thấy cái công việc mà nó không theo cái ý muốn của mình á, rồi đó mình nghỉ cái công ty để mình về mình phụ quán toàn phần 100% thời gian với bà xã. Bởi vậy hồi nãy đi uống cà phê buổi trưa mà bà xã gọi điện thoại lệnh một cái là vọt về liền. Dạ, buổi sáng thì em thức dậy em ra đây khoảng tầm 8 giờ. Những cái công việc gì của em là em làm sắp xếp ok hết mọi cái. Thì khoảng tới thời gian khoảng hơn giờ, hơn 9 giờ. Thì em rảnh rỗi em đi uống cà phê chút xíu rồi bắt đầu vào buổi trưa thì khoảng hơn 10 giờ, khoảng tầm 11 giờ là bắt đầu hai vợ chồng vào công việc chung. Cảm ơn anh Tùng nãy nhắc là trước khi mà lấy vợ đó anh làm về xây dựng và về vệ sinh. Vệ sinh công nghiệp. Cho nên chúng ta không có lo, bởi vì bước vào trong này nó thấy rất là tuyệt vời, là bởi vì nó rất là mát. Và cái thứ hai nữa, sạch. Dạ, cảm ơn. Cái tiêu chuẩn đây là vệ sinh công nghiệp mà sạch. Dạ. Những cái bát, những cái đĩa đem ra rất là bắt mắt. Dạ. Cho nên là khách, là thực khách đến đây ăn thứ hai nữa là mình bán cái loại dịch này á, là mình phải sạch sẽ cái tủ, mình phải lau chùi hàng ngày. Nếu mà mình không lau chùi sạch sẽ hàng ngày á, là nó có một cái mùi tanh rất là đặc trưng. Đồng ý, rất là đồng ý. Dạ. Cảm ơn Tùng, chúc anh Tùng may mắn nha. Dạ, và cảm ơn chương trình ẩm thực Sài Gòn ngày hôm nay cũng là ẩm thực thường phố rất là vui. Anh ra một cái quyết định là chúng tôi không dám cãi. Thường thường là đi làm chương trình cũng trả tiền, nhưng mà ra cái quyết định chúng tôi không có cãi. Mà còn mời cái món đầu mùa nữa là cái món sầu riêng. Cảm ơn toàn của Mai Cồn tới thăm quán và có những cái chia sẻ cho cộng đồng để biết được cái món ăn đường phố của người Việt Nam. Dạ. Dạ. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc cùng tất cả quý vị và các đồng hương là trên con đường này mà quẹo qua bên trong này đó, bây giờ nó là một cái cư xá sinh viên. Nhưng mà trước năm 1975 nó một cái cư xá của sĩ quan Thủ Đức. Và cái trường sĩ quan Thủ Đức thì cổng chính nó nằm ở dưới này. Mà nếu mà chúng ta còn quen thuộc với lại con đường này, chúng ta cũng biết là nó mở rộng ra rồi. Rộng ra và dễ đi. Nhưng mà duy nhiên có một cái quán gọi là quán cháo, gỏi, bún của bà Năm giao thông ngay cái góc đường này. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã đến với chương trình ngày hôm nay.